Dạ rồi, nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Chúc cả nhà mình xem tin vui vẻ luôn. Rồi thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây dúi công trình khủng nha. Cái này mình muốn phế bonsai cũng được, còn mình muốn để công trình cũng được nha. Đó, như cái này thì ví dụ sau này cứ mỗi một cái đầu cành như vậy là một 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 tán một tán một tán tròn thôi, là nhìn lên rất là lung linh luôn nha. Cây khủng luôn, phô mới về luôn nha. Đó, đánh cái bầu này, bầu rất là khủng luôn. Rồi cây này có cái hoành là này, đó lật 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 thước là đó, rồi đo này, rồi đo hoành thử bao nhiêu nha. Hoành 200 nha nha, hoành 203 nhưng mà tính 200 đi. Rồi cây cao mình đo cao thử được cỡ bao nhiêu. Như thước này thước 3 mét sao đó, phóng phóng gì đấy, chắc thước 3 mét sao, thước 3 mét. Vậy là cây này cao cỡ tầm không không đo tới cái bầu thôi. Tầm 3m3 rồi cái bầu. Bầu bầu là 90. Bầu 90. Cái bầu cao là 90, còn chiều cao của cái cây là tầm tầm 3m5 ấy, tầm 3m5, tại mình đo không có tới ngọn á, tầm 3m5. Rồi cái bầu đường đường kính này thử. Đường kính. Đường kính 1m8. Đường kính 1m8 nha nha. Đường kính là 1m8. Có cái thân xoắn này rất là đẹp không? Thân xoắn nha. Đó. Rồi, nhà mình xem tổng quát luôn nha. Tổng thể nè. Rất là khủng luôn. Hàng này hàng cẩu nha, nha. Rồi nếu nhà mình cứ tham khảo nha, được duyên thì cứ inbox cho nhà vườn theo số điện thoại là 0889 244 699 nha. Cây khủng luôn. Cậu bay lên cây cậu đứng đi. Đó nè. Đứng để mình biết được cái cây nó cỡ nào á, nó dễ hơn đó. Quá khủng luôn. Cái này mà về mình làm bonsai đại cũng ok luôn nha, làm bonsai đại cũng vip luôn. À, để mình review hết 360 độ luôn để cho mình xem kỹ cái cây này nha. Quá khủng luôn. Rồi nhà mình xem tham khảo nha, được duyên thì cứ inbox cho nhà vườn theo số điện thoại là 0889 244 699 nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.